Ok. Khá là dài. Cây chân cao chắc được 1 mét. Giờ bây giờ thì mình thử chức năng chụp hình từ remote. Trước tiên mình mở máy để kết nối Bluetooth vô. Bật lên. Đèn nó sẽ chớp. Đây. Nó hiện cái chữ dung tan lên đó của nó. Khi anh bấm vô kết nối đây, nó đã báo có kết nối vô rồi đây.
Nhìn mở chế độ máy ảnh lên. Chụp thử ha. Nhấn. Chụp liền. Anh đã chụp đây. Chụp thêm một góc khác nữa. Bấm. Chụp rất là nhạy. Ok. Thì coi như là chân máy full full bộ. Trong đây hình như nó có cái tờ hướng dẫn đâu mất rồi. Thì ở trên Lazada, Shopee hay là Tiki gì đó mình thấy nó bán tới 295.000, có chỗ nó bán 275. Còn mình ra Nhật Tảo thì mình chỉ mua có 180.000 thôi các bạn. Nếu mà ai thích chơi hay mua này thì chạy ra Nhật Tảo mua. Gần đẹp. Dung tan. VCT5208RM có remote điều khiển từ xa, chụp hình quay phim. Chân rất là chắc chắn, cứng. Có thể điều chỉnh cái góc này, góc lên góc xuống. Và bẻ ngang cho máy nằm ngang hoặc là để đứng. Rất là tiện lợi. Rồi. Thì video của mình tới đây cũng xin tạm dừng. Thì mọi người nếu thấy hay thì hãy like, subscribe, chia sẻ giúp mình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video kế tiếp. Xin chào tạm biệt.